Xin chào quý vị khán giả, chúng ta cùng quay trở lại tại sân bóng đá Thịnh Phát để tiếp tục theo dõi những diễn biến ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay của sân này ở lượt trận bảng A, lượt trận cuối cùng của đội bóng ở trong mùa giải khuôn khổ Europa Cup 2023. Đây là cuộc so tài của các thủ Bình Dương và các cầu thủ đi lại. Chúng ta cùng đến với đội hình ra sân của các thủ Bình Dương ngày hôm nay với sự có mặt của số 47 Trường Trình, số 29 Thành Thành, số 22 Nhất Huy, số 76 Thanh Huy, số 79 Vĩ Trí, số 19 Anh Quý và Hoàng Thái mà treo số 95. Còn đây là đội hình ra sân của các thủ đi lại đang xuất hiện ở trên màn hình của quý vị. Văn Út, cầu thủ mang treo số 23 tiền đạo với Quốc Em, số 35, số 8 đội trưởng Xuân Hòa, số 9 Minh Tân cánh phải và cánh trái Trọng Hoàng mặt chéo số 13, trung vệ số 10 Hoàng Phát và thủ thành của là Hoàng Long. Huấn luyện viên trưởng của các thủ đi lại đó là ông Nguyễn Tấn Thanh. Chúng ta đã xác định được hai cái tên đi tiếp ở cục diện bảng B khi mà những lượt trận của bảng đấu đó đã hoàn thành, và bây giờ là hành trình còn lại cho các thủ đi lại và các thủ Bình Dương và những diễn biến ở cục diện bảng A. Và phản công cho cao thủ của Delay. Cú đá từ xa rất tốt. Nó cần thiết bởi điều kiện sân chơi bóng trần sẽ là một ý tưởng táo bạo. Người vừa tung trần vừa rồi đó là Mai Phúc Em. Cú đá của Phúc Em đã khiến cho thủ môn của cao thủ Bình Dương phải đẩy bóng ra ngoài. Đánh đầu, bóng vào xa. Cuối cùng thì bàn thắng cũng mở dành cho trận đấu này, và đó là tình huống ghi bàn dành cho số 8 của cao thủ bên phía Bình Dương. Vĩnh Quý đã khai thông thế trận dành cho trận đấu của hai đội bóng. Phải chờ đến những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên chúng ta mới được chứng kiến bàn thắng. Pha bóng mà có những sự lộn xộn ở trong vòng cấm của các thủ bên phía đi lại và phản công nữa. Các thủ Bình Dương đang thừa thắng xông lên, bóng vào ra. Lần này thì thủ thành Hoàng Long đã xử lý an toàn. Cú đá lần này lại quá cao, không có gì nguy hiểm cả. Quý vị khán giả bên chúng ta cùng quay trở lại để tiếp tục theo dõi diễn biến hiệp đấu thứ hai. Ở ngay tình huống đầu tiên ở hiệp đấu thứ hai thôi, cao thủ của Bình Dương có một cú dứt điểm từ xa thay bàn. Thậm chí là chúng ta vẫn chưa ổn định để trở lại hiệp đấu nữa. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Tỷ số được nâng lên là 2-0 cho các thủ Bình Dương rất nhanh. Và sò kim 30k. Đó là tình huống dứt điểm ngay. Đó chính là cầu thủ Machiao số 10, người đã ghi bàn thắng rất nhanh ở đầu hiệp đấu thứ hai. Và phản công công thành. Tuy nhiên ít nhiều thì cao thủ bên phía Bình Dương cũng phải vất vả để đưa bóng lên và tầm bóng rất thoải mái. Trọng tài cho phép lợi thế. Sau đó là một tình huống dứt điểm chỉ có đá phạt góc cho cao thủ Bình Dương mà thôi. William, tình huống áp sát rất gần với khung thành của Hoàng Long. Tình huống trận đấu đã bắt đầu có những dấu hiệu được đẩy nhanh, nguy hiểm quá. Làm gì đây? Lấy bóng đó là Quốc Em. Này theo dõi lại pha đá phạt góc cực kỳ nguy hiểm trước đó mà cầu thủ Bình Dương tạo ra.
đã có tình huống cắt mặt và đánh đánh đâu. Đó là một khoảng trống dành cho cầu thủ Martial số 99. Tình huống rất đắn đo nhưng lại đánh đầu ra ngoài. Người đàn á vai trò hậu vệ cánh phải dành cho các thủ Bình Dương. Bình Quý đường chuyền dài bị cắt ngay. Rất song sáo. Trích mũi dày. Thời điểm mà thủ thành Quang Long đang phải thi đấu vất vả. Tuy nhiên trọng tài công nhận bàn thắng dành cho cầu thủ của Bình Dương. Tưởng chừng như là bóng đã được cản phá ra ngoài, nhưng bằng một cách nào đó có lẽ là bóng vào góc hẹp và bật ra một lỗ hổng ở ngoài lưới. Không phải, như vậy là bóng bật ngược trở lại. Một pha bóng xoáy. Tưởng chừng như là cơ hội đã trôi qua đối với cầu thủ của Bình Dương, nhưng rất đáng tiếc cho thành Hoàng Long và các đồng đội. Đấy, bóng tốt. Sau đó là một cú đá thẳng dành cho số 27 của Bình Dương. Pha ghi bàn đầy cảm giác ra sút dành cho số 27 Hồng Đức. Bây giờ Delay đã có thể rút ngắn khoảng cách. Xin mời quý vị, bàn thắng của Delay. Hồng Đức đã có một pha xử lý và khiến cho thủ thành của Bình Dương bó tay. Bóng có độ xoáy cực kỳ cao. Nguy hiểm quá, cơ hội. Tỷ số đây là 4-1 dành cho cầu thủ Bình Dương. Lần này đưa như bàn là cầu thủ Bình Dương số 99 Thanh Hùng. Chưa thể có được khả năng dứt điểm rút ngắn khoảng cách của các thủ đi lại. Tuy nhiên chứ hướng ngược lại thì hệ thống phòng ngự của họ lại nhận bàn thua. Toàn bộ đội hình của các thủ đi lại đang ưu tiên cho việc tấn công. Và sẵn sàng để giữ bóng trong sân của các thủ đi lại. Đánh đầu. Bóng chạy ra ngoài cho nỗ lực của Varut. Treo bóng bổng. Khoảng trống là có cho tiền đạo ở tuyến trên. Nguyên cuối đầu đã đưa bóng chạch ra khỏi khung thành. Thời gian càng trôi đi thì hưởng lợi nhiều nhất không ai khác chính là cầu thủ Eo Bình Dương. Phút 25 của đối thứ hai. Đánh đâu! Dành cho các thủ Bình Dương và đó là tình huống ghi bàn hoàn thành cú đúp dành cho số 99 Thanh Hùng. Một pha treo bóng bổng và phần còn lại là cú đánh đầu để đánh bại được mảnh lưới của Thành Hoàng Long một lần nữa. Lần thứ 5 ở trận đấu ngày hôm nay. Là một tình huống treo bóng thẳng. Đó là bàn thắng dành cho cầu thủ Martial số 76 Thanh Huy. Điều mà ca thủ của Đi Lai đã gần vất vả ở trong trận đấu trước, đó là những pha bóng bổng mà luôn là điều mà thủ thành Hoàng Long phải vất vả. Thanh Huy vừa rồi đã tận dụng điều đó. Vẫn chưa có bàn thắng thêm cho cầu thủ của Đi Lai, dù cho là một cơ hội quá ngon ăn. Cú đánh đầu vượt xa. Có lẽ một số vị trí của các thủ Đi Lai cũng đã xuống sức
Và đây là khoảng trống nữa. Bóng ra ngoài. Như vậy lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của cao thủ Delight và cao thủ Bình Dương. Trận cuối của đội bóng tại bảng A giải bóng đá Europan Cup 2023 tại sân bóng đá Thịnh Phát khu miền Nam. Tỷ số chung cuộc là 6-1 và điều này giúp cho cao thủ Bình Dương vượt lên ở đứng đầu bảng A. Họ sẽ đá trận cầu bán kết đầu tiên, đó là nhất A và nhì B vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 7. Sau đó thì đội bóng nhất bảng B, nhì bảng A sẽ đá trận cầu bán kết thứ hai vào lúc 19:20 theo lịch thi đấu cùng vào ngày 17 tháng 7. Đó là những điểm hẹn mà chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin cảm ơn các thủ Delight còn đến với giải đấu này và chúng ta hẹn gặp lại nhau ở một giải đấu sau. Còn bây giờ tôi lại nhiên cùng anh em tiếp từ Ruby thân ái tạm biệt. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong buổi chiều hôm nay.